Shop xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái mẫu đồng hồ cute nha. Hiện đang gọi là hot trend nhất ở ngoài thị trường nha cả nhà. Hot trend nhất ngoài thị trường cũng như là tất cả các trang mạng luôn. Và bây giờ trên tay của mình đang là tất cả các mẫu, đủ mẫu hết, rất là cute. Những cái kiểu đồng hồ như thế này nè thì người lớn chúng ta dùng được, trẻ em chúng ta dùng được, trai gái chúng ta đều dùng được hết nha. Và rất là dễ dùng, khi mà đeo lên tay rất là dễ thương luôn, cực kỳ dễ thương luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà xem nè, đeo lên tay rất là ok. Đó nhà tháng mà. Và một cái đồng hồ này thì nó cực kỳ dễ dùng luôn. Khi mà chúng ta mua về đó, nhớ dùng cho Phương nha. Nhớ dùng cho Phương đó là khi mà chúng ta mua về chúng ta bóc cái siêu một cái nha. Chúng ta bóc cái siêu ra đó, và chúng ta đeo lên cho bé nè, hoặc là chúng ta đeo lên tay người lớn, tất cả nó đều có cái khớp hết cả nhà. Đeo lên cái nắp nào á thì chúng ta chỉ cần mà đeo lên và chúng ta kèm theo cái nắp đó thôi là ok nha. Rất là đẹp luôn. Và cái cách sử dụng của nó cũng vô cùng đơn giản luôn nha cả nhà. Chúng ta ở đây nè, nó có sẽ có một cái nút khởi động cho mình. Đó, chúng ta chỉ cần chạm nhẹ thôi nha cả nhà. Đồng hồ này là đồng hồ cảm ứng luôn á. Đó, mà khi chúng ta chạm nhẹ như thế này nè, mọi người thấy mà nó đang nhảy cái nút này nè. Đó, chữ A chữ B này, chữ B là buổi chiều nha. Cái này á là giờ nha cả nhà. Giờ, và nếu mà chúng ta muốn chuyển qua phút thì chúng ta cũng có thể là nút này nè, chúng ta nhấn nè, chúng ta nhấn giữ nè, giữ như thế thì nó sẽ chuyển qua cho chúng ta phút. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Mình đang test thử trên cái đồng hồ cho mình luôn. Đó, nó chuyển qua phút rồi đó cả nhà, chuyển qua phút rồi. Và bây giờ nếu mà chúng ta muốn set up gì thì chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ thôi. Nó lên phút ha. Bây giờ lấy ví dụ như là bao nhiêu phút vậy đó, chúng ta nhấn. Và khi mà chúng ta muốn chuyển qua cái chế độ 5 thì chúng ta vẫn tiếp tục một cái động tác như thế là nè, yeah nè. Chữ Y là chữ 5 nè. Là chúng ta tăng 5 lên. Đó. Năm nay là năm 2020 này cả nhà. Đó, ok nha. Và chúng ta tiếp tục giữ một cái động tác như thế nữa thì nó sẽ ra cho chúng ta gọi là tháng nha. Đó. Ở dưới này là tháng. Và nó vô cùng dễ sử dụng luôn. Đây là những cái mẫu hàng mà mình mới về hôm nay, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà coi giùm mình nha, rất là nhiều mẫu hot hết luôn. Mấy cái mẫu này á thì trai nè, gái nè, già nè, trẻ hay là chúng ta đều có thể sử dụng hết. Và đeo những cái đồng hồ như thế này thì nó đang gọi là hot trend nhất bây giờ luôn nha cả nhà. Rất là nhiều mẫu luôn, cả nhà xem mẫu nè. Đó, với những cái khớp như thế này nè cả nhà. Đó, chúng ta chỉ cần chạm nhẹ một cái là chúng ta lên pin thôi. Rất đẹp luôn. Đó. Rất đẹp luôn. Ở đây thì nó sẽ có những cái họa tiết cho mình nha. Những họa tiết này rất là đẹp luôn. Đó, và ở đây nó sẽ có khớp cho mình. Chúng ta cái tay cỡ nào thì chúng ta đeo cái tay khớp cỡ đó thôi. Và rất là nhiều mẫu hot luôn nha. Anh chị em mình tranh thủ tậu lẹ những cái chiếc đồng hồ như thế này nha cả nhà. Giá của bên mình á, thì mình bao gọi là hot nhất và gọi là giá rẻ nhất ngoài thị trường rồi cả nhà ơi. Rất đẹp luôn. Đủ cả kiểu, đủ mẫu hết. Cả nhà coi kỹ để mà mình lên đơn nha.